những cái tên bản vẽ này như vậy. Thì chúng ta sẽ có quy tắc đây, ví dụ tôi ghi lên đây. Ví dụ tôi đặt số tên bản vẽ ở đây. A là bộ môn này. Ví dụ tôi chọn đây là A này, chấm 01 này là hạng mục số 01 của bản vẽ 0101 là bản vẽ 01. Tôi ghi đây ví dụ như là có thể là tôi ghi đây là A00 101, tôi ghi đây là bìa. Tôi ví dụ nhé, bìa thì các bạn như vậy thôi. Bìa. Sau tờ bìa thì tôi vào view đây, vào sheet đây. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có tên mà là tên cái này này. Đây tôi chọn đây là gì? Cái này là gì? Lót bìa này. Ok. Thì cái bìa và lót bìa này cũng chỉnh từ family ra thôi. Các bạn sẽ thấy đây nó có tên ở đây là bìa này. Và đây là lót bìa này. Đúng không? Còn nếu mà các bạn muốn cái chỗ này nó vào giữa thì các bạn chọn đây và cặn căn là gì? Căn center. Đây. Nha, load into project đây này. Bìa này. Đây là lót bìa này. Mọi người thấy không? Bản số bản vẽ tự động nhảy này. Hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, còn tiếp tục ở đây sau cái tờ này nó sẽ là cái tờ gì? Danh mục bản vẽ đúng không? Đúng rồi. Sau danh mục bản vẽ thì sẽ đến tờ gì? Tôi chọn đây là 01 chẳng hạn. Đây là 01 101 danh mục bản vẽ. Tiếp tục tôi vẽ đây nó sẽ là 102. Sau danh mục bản vẽ thì sẽ là gì? Ghi chú chung nha. Còn sau ghi chú chung này sẽ đến là cái gì? Hả? Nó đang tổng thể. Hả? Đấy. Học tôi cho hàng này là hẳn sang hạng mục 02 này. Đây là số 1 này. Tôi ghi đây là mặt bằng tổng thể. Ok. Tiếp tục vào đây thì các bạn sẽ sau cái mặt bằng tổng thể này thì chúng ta sẽ đến là gì? Mặt bằng định vị. Nha, à, định vị. Ok. Thì khi chúng ta như này rồi ấy, chúng ta sẽ phải chọn để chúng ta lọc nó theo cái gì? Thì các bạn sẽ chuột phải vào cái sheet on này. Các bạn nhìn đây nó có phần là Grow Organization, chọn đây. Thì các bạn có thể tạo mới này. Tôi chọn đây là sheet set chẳng hạn. Sheet set, ok. Thì các bạn chọn tôi đây, nó có phần group and grouping, chọn này. Ví dụ các bạn chọn theo sheet number thì đây nó theo thứ tự là alphabet này. Còn đây là theo ký tự này. A là một ký tự, chấm là một ký tự 0 và 2, tôi chọn đây là 4 à. 4 ký tự. Các bạn để chọn thoải mái nhé. Ok. Tích vào đây. Emily. Ok. Các bạn sẽ thấy hạng mục 00 là bìa này. 01 là ghi chú chung này. 02 là một phần tổng thể này. Mọi người thấy nó tách ở đây không? Ví dụ như tiếp tục các hạng mục chẳng hạn, chọn đây. Rename. Thì các bạn sẽ chọn ở đây là ví dụ như 03 01. Thì đây nó sẽ là gì? Mặt bằng tầng 1 đúng không? Đúng không? Ok. Tiếp tục sheet đây. Ok. Đây là mặt bằng gì? Mặt bằng tầng 2. Tiếp tục. Đây sẽ là gì? Mặt bằng tầng gì? Tầng 3. Đây, tiếp tục đây. Nó sẽ có mặt bằng đây là mặt bằng gì? Mặt bằng mái này có thể là tách ra được một cái mặt bằng riêng vì nó cách thể hiện nó sẽ ra khác. Mặt bằng xong rồi thì mình sẽ đến là cái gì? Mặt đứng đúng không? 04 này. 01. Thế chọn đây là mặt đứng. Trục ví dụ 14 chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Nguyên em. Và ví dụ như là hai tờ và 41 chẳng hạn cho đỡ mất thời gian đúng không? Ok. Tiếp tục đây. Rename ở đây sẽ là mặt đứng gì? AC chẳng hạn. Và gì? CA. Ok. Được chưa? Sau mặt đứng thì mình sẽ đến là gì? Mặt cắt. Rename. Thì tôi sẽ chọn đây là hạng mục này là 105.
nó lên lại 01. Mặt cắt gì? À, đúng không? Chọn này, tôi làm điển hình thôi nhá. Video tôi chọn đây là gì? Mặt cắt 11, đúng không? Ví dụ như vậy, sau đến mặt bằng đứng mặt cắt sẽ đến là gì? Đây, 06, 101. Thì ở đây nó sẽ là gì? Chi tiết thang TH1 chẳng hạn, tầng 1. Đấy. Tiếp tục sẽ TH2 hay TH3 thì tùy. Được nha. Đến 07 sẽ là gì? Hết chi tiết thang đến chi tiết gì? Chi tiết vệ sinh. Được nha. Còn nếu thang ở đây mình có thể tách là chi tiết đường dốc hay là các thứ đúng không? Thì cho hết đây là chi tiết vệ sinh 01 chẳng hạn. WC01 chẳng hạn. Đó. Ví dụ như vậy. Ok. Hết chi tiết vệ sinh rồi đến chi tiết gì? Rename. Thì mục số 8 đây. Này, một. Thì tôi sẽ chọn đây là thống kê cửa. Cửa đi và cửa sổ đúng không? Ok. Rồi. Và chúng ta sẽ đến là chi tiết. Đấy. Đây. Chi tiết cửa đi, phải cửa sổ và vách kính, đúng không? Làm hết trong đấy. Hết mục số 8 đến là mục gì? Mục số 9 là mục gì? Chi tiết kiến trúc hả? Đúng không? Chi tiết kiến trúc thì bao gồm mặt đứng rồi các thứ các loại chi tiết thì tổng hết vào đây. Thế sau khi chi tiết kiến trúc rồi đến chi tiết gì nữa? Hả? 10, 11 là gì? Mặt bằng chống thấm. Đúng không? Và các cái tầng khác tương tự. Sau giai đoạn chống thấm, mà là chống thấm mới đến là gì nhá? Hả? Ừ. Đấy, thì vấn đề là bây giờ chúng ta đang thiếu ở đây. Là ví dụ như nếu mà chúng ta làm như thế này, thì chúng ta sẽ thấy ở đây là toàn bộ danh mục đến đây là thiết kế cơ sở này. Là mặt đứng mặt cắt, đúng không? Đến chi tiết thang, chi tiết vệ sinh này. Nhưng mà thực tế là chúng ta cũng có thể là đẩy cái mục là mặt bằng tường xây, mặt bằng lát sàn, mặt bằng trần lên mục ở giữa, hoặc là chúng ta đẩy hết nó xuống dưới. À, ở đây như này, tôi chọn đây là mặt bằng gì? Tường xây tầng 1, đúng không? Còn đây tôi sẽ chọn đây là 11. Tôi đẩy hết, hết mặt bằng về một gần nhau ấy. Tôi nghĩ đây là mặt bằng lát sàn đi tầng 1, đúng không? Sau mặt bằng lát sàn rồi sẽ đến là mặt bằng gì? Mặt bằng trần, đúng không? Tôi chọn đây là 12, 1. Chọn đây. Mặt bằng trần tầng 1. Đấy. Tiếp tục sau mặt bằng trần rồi thì sẽ đến mặt bằng gì? Mặt bằng chống thấm. Đúng không? Các bạn chọn đây hạng mục này 13. Một này, mặt bằng chống thấm tầng 1. Cứ làm điển hình thôi. Thì đây là tất cả các bạn sẽ thấy là 13 cái đầu này là 13 đầu mục dành cho gì? Cho kiến trúc, đúng không? Sau này nó quản nội thất, nó có cả kết cấu, cả MI thì nó tách file ra thì nó ở cái file của MI kết cấu. Nhưng mà cách thức đặt tên thì nó như nhau. Thì đây là một cách thức mà tôi sẽ dàn ra hồ sơ bản vẽ, và những cái này ấy, sau này ấy, là chúng ta transfer sang là nó có sẵn. Nó chỉ cần tạo một lần thôi. Đúng không? Còn đâu chúng ta sẽ bổ sung, còn đâu là lúc nào nó cũng phải cứng là có 13 cái đầu mục này. Công trình nào nó cũng thế, còn thiếu hạng mục nào thì mình bỏ nó đi. Mọi người hiểu với tôi không nhỉ?